Xin chào đại gia đình. Hôm nay mất tiếng luôn cả nhà ơi. Mình đi ăn phở nè. Ở đây là Landmark đã con. Lên lầu được coi. Chờ anh bảo chú rồi. Ờ. Giờ mới lên chung. Con phụ chú nói đi chứ chú nói không nổi rồi. Không nói nổi phải không? Nay con làm vlog cho phải không? Rồi ok, nhường quyền phải không? Hả? Nhường quyền daddy, can you record for me daddy? Để cho đi Quynh cầm. Rồi. Rồi đó, cái gì đó cứ để vậy là cả nhà mình hiểu rồi. À, chào cả nhà mình nha. Hôm nay là dẫn chú đi lên mắt 81. À, để ăn thử cái tô phở, review thử lên mắt 81. Bữa giờ nói chung là về Việt Nam chứ cũng ở dưới quê không à. Đúng rồi. Dẫn chú đi chưa biết thành phố, nhà cao tầng đồ sao. Hôm nay là Ngọc sẽ là chủ sĩ nên là cả nhà đừng có la Ngọc nha. Này là chú nhường quyền là chú nói không nổi. Không, nhưng mà tới khi mình ăn review mình cũng phải nói cái cảm nhận mình chứ. Đúng rồi, chứ phải nói chứ. Rồi, ba bảo thì đi rửa xe rồi. Trời ơi, còn con này nè, đây là lần đầu tiên đi lên mắt 81 rồi ông bà cô chú nè. Mình sẽ lên 68 trước rồi mới bắt đầu mình bấm 28 đi. À 48 trước rồi mình bấm 68. Rồi ok, đợi bảo ông ta. Thôi đợi anh bảo đi chung đi cho vui đi chứ còn. Đây cả nhà mình thấy nè, hiện tại là ở đây có một treo những cái rất là Việt Nam của mình luôn. JD Lực. Đây là những bức tranh nè, đó. Ở trong đây vô á mình nghe một cái mùi thơm. Chú ăn mùi thơm rất là dễ chịu nhẹ nhàng. Nguyên một cái bản này là tranh đồng hồ gà lợn nét tươi trong. Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Hay ha. Rồi tự nhiên cái này nó làm con cảm giác như con muốn có một cái bức tranh như thế này ở nhà con ta. Nha. Rất là Việt Nam của mình luôn. Vương cao trai Việt theo kỳ tích. Hiên ngang của tòa tháp. Bức tranh mây. Hay ha. Quá hay. Ở đây cái này là cái bức tranh là con muốn có nhà con nè. Tại vì sao? Tại vì con tưởng gà. Trên này hay nè ha chú ha. Cái này hay nè. Quá đẹp. Con với Điền Huynh thì có đi lên đây ngủ lần rồi. Con lên khách sạn của hai vợ chồng book khách sạn ngủ đây review. Rồi bữa con book hình như cái đợt đó là 5-6 triệu một đêm thì phải. Ôi dạ. Nè. Hay là 3 triệu gì con cũng nhớ. Nhanh rồi, ở rồi giờ hỏi mình hàng ở đây là. Hàng ở đây, anh biết đó chú, anh biết chỗ này. Tại vì để đi lên trên đó là phải đứng ở đây. Chứ còn không còn con đường nào đi lên trên đó hết. Là chú thấy là tầng 47 là có chỗ tập gym nè, có phòng bơi nè, có chỗ spa nè. Tầng 48 là có khách sạn nè, với lại được cloud là cái gì con cũng không biết. Rồi tầng 66 là tầng ăn. Tầng này là tầng studio, còn cái này tầng 71 là tầng club. Đó. Cuối cùng anh Bảo cũng đã lên tới. Quá mừng, anh thấy anh Bảo lên là được quá mừng. Đi gửi xe về mà lâu dữ. Cái gì vậy? Ủa? Ủa còn em chay chay của mẹ ơi đâu? Điệu nữa. Đầu tiên là chú mình phải lên tầng 48 trước. Xong mà mình mới bơi quẹo đằng kia. Này chuyển máy bay nè chú nè, bây giờ. Chay đi. Đi lại đây coi này trước này chay đi. Không, để qua bên kia lần bảo, qua bên kia mới đi bên kia. Biết rồi, nhưng mà để cho Điền Huynh coi view đã. Chay nữa nè. Đẹp chú. Wow, view quá đẹp ha. Đẹp ha. Ừ. Xuống view đúng đỉnh ha. Ôi sông hồ đồ này kia nọ kìa. Cát đá đồ tùm lum kìa. Đằng đó có cái chỗ chơi đồ chơi kìa. Công viên kìa. Trời ơi chiều tối ra đó ngon lành lắm á. Thế đẹp không chơi? Đẹp ha. Yeah, that's a play. Wanna go to that play? Yeah. Chơi nó xí that play. Đi con. Đây là chỗ mọi người ưa check in khách sạn. Ừ. Nói chung là check in khách sạn ở đây chứ không phải lên tuốt trên kia ở chứ không phải ở đâu đồng vòng đây. Rồi mời tất cả cả nhà mình. Rồi giờ lên tầng 66. Tự động luôn. Ừ. Tại mặc định rồi mà. Vô tới đây là phải lên 66 chứ còn đâu đi xuống được. Lý do sao là phải đổi cầu thang đó. Thì chắc có công trình người ta phải vậy, người ta mới ra được cái Landmark 81. Chay thấy ù tai chưa chay? Có ù tai không? Rồi, welcome to tầng 66.
Chị muốn ăn nhà hàng á em? Chưa. Hôm nay là có một cái tiệc rất là đông, nên là mấy bạn Ngọc Lên là mấy bạn từ chối chứ bộ. Hi, how are you? Rồi cái hả, cái bạn quản lý, bạn này phải không? Rồi ok, cảm ơn em. Cái bạn quản lý, cái bạn ra, bạn có coi kênh của Ngọc, cái bạn nói mấy bạn nhân viên á giúp set up bàn mới có cái bàn này, chứ còn không lịch là hôm nay là có người đặt rồi á, nên là không có ấy được. Này là dạng như là đột xuất đó. Này là đột này xuất là ưu tiên á. Cái này được ưu tiên nè. Đây là hên ghê. Ưu tiên nè. Mới được lên đây ngồi cái view này chứ không phải đơn giản đâu. Ủa cái đưa cho chú Bình nói về cái không, tại vì chú Bình nói là bữa nay cái giọng chú Bình nói chuyện cũng được, chú Bình đưa Ngọc làm bị lóc. À lại lên xem đi. Cảnh quá đẹp phải không hả? Hôm nay Bình Huỳnh á, Dương Quyền Trấn Ngọc. Tại vì hôm qua đó vui quá ở nhà Cao Thế Sơn, cái anh em uống một vài ly rượu chát rồi uống nước đá đó, cho đến sáng nay bị mất giọng. Wow, khung cảnh đẹp quá ha, nhìn cái view quá đẹp các bạn ơi. Cũng may mắn là nhờ là lên đây và quản lý ở đây họ sắp xếp cho mình có được cái bàn, chứ còn đúng ra là mình phải đặt bàn trước. Hôm nay có người do là có người đặt rồi. Phở đi, đây phở ăn chú lấy bây giờ kêu, giờ kêu cho chú mình tô phở đặc biệt nhất ở đây đi, cho chú ăn khỏi chọc trời đi, chọc trời đi. Dạ. Em cho chị cái ghế, trời đất ơi. Quỳnh cũng quất lên mắt phở luôn rồi. Dạ. Bữa giờ ăn lên mắt phở rồi, chắc bữa nay vô chắc ăn để ăn thử cái ngập tính, ăn thử cái gọi là cái gì đó, quên rồi, bánh canh cua. Mình lên em. Hồi bữa chị ăn bún chả rồi nè, ăn cơm sườn rồi nè, mà chưa ăn. Cảm ơn em. Rồi. Để đó luôn đi, đó cho nó gọn. Chân gà Hội An hả? Gà Hội An. Đây là cái menu nè, cái menu tiếng Anh nhiều nha cả nhà. Rồi giá tiền nè, đó. Ví dụ như tô phở chọc trời là 990k. Rồi cơm gà Hội An là 480, cơm sườn là 550, bún chả là 450, bún xào là 550. Đó, mấy cái giá tiền kế bên vậy đó. JD, con ăn cánh gà chiên nước kia chiên với lại hamburger hay là ăn gì không? Đâu, menu cho em bé đâu. Kip nè, JD, you want like a fish and chips or grilled chicken breast? Fish and chips? Ew. Đầu tiên là mấy bạn sẽ đem ra cho mình bánh mì nè, với lại bơ nè, rồi với lại shot của dền và thanh long, mỗi người một shot. Thôi mình vô cái này cho cái boost cái vitamin của mình lên chút đi. Đúng không? Mình sẽ đang bịt mỏi quá, chú mệt mà đi huynh cũng mệt luôn. Bảo khỏe nhất hôm qua không đi là thượng sách. Uống hết luôn. Shot là phải uống hết. Ngon không? Very good luôn nè, trời ơi, đi huynh nó very good luôn đó. Lạnh lạnh á. Mát. Đã. Đó, giờ nó thấy bánh mì lắm ham mà. Muốn thử đi chơi. Ăn nóng. Wow, đồng dữ ha. Này đồng quá trời. Đúng rồi, cản chị liền. Đừng để chị làm điều đó liền. Ủa, làm ở đây là có tên tiếng Anh hết em à? Dạ đúng rồi. Em đang học tập. Năm tư là sao? Em là sinh viên năm tư. Mommy, I want mày xin cô, rồi mày xin cô nha. And one for me too. Eat gì? Giờ bây giờ phở ra rồi cả nhà ơi. Đây là rồi, tất cả mọi thứ đi chung với phở nè cả nhà. Hả? Rồi bà nói đi ha. Rồi, phở, chú Bình cảm nhận ra cái tô quá trời to rồi. Wow. Ủa, quá to hả? Còn tô ngoài nữa. Nó một phần đó là vậy đó. Này đúng kiểu cũng kiểu tô Mỹ luôn đây.
cũng lâu lắm rồi mới ăn lại. Nhìn hấp dẫn ha. Hôm rồi là có tô 4 triệu mấy luôn mà. Rồi, cảm ơn em. Cái tô dùng hành nhìn đẹp ghê không? Mời cả nhà mình nha. Wow, ở trong đây nè là cả nhà. Có nè, đuôi bò nè. Rồi, ok, cảm ơn em. Còn có một tô thịt thêm kế bên đồ nữa. Ui cha ơi, thịt là không làm chi cho hết luôn á cả nhà ơi. Rồi, bây giờ Ngọc tranh thủ rồi bỏ. Bỏ đồ ăn, bỏ cái này vô cho nó chín trước đã. Ngon quá, 4 tô phở, anh Bảo cũng tô luôn kìa. Ok, cho chị lại đôi đũa nha, chị làm rớt đôi đũa rồi. Cho chị lại đôi đũa, cảm ơn em. Rồi, đúng rồi, đây, cái này mới đúng là cái món ngoài của chồng Ngọc nè. Yeah, I told her already. Yes, I asked her already. Được không chú? Ngon ha. Không, ở đây làm ngon lắm. Phở ở đây làm rất là ngon. Nước broth rất là đặc biệt. Đây, cơm gà Hội An của chị đây. Wow, cơm gà Hội An đặc biệt quá nha chị Nhân nha. Nước súp rồi này kia, cơm đồ. Gà gỏi đồ, này hấp dẫn á. Anh Bảo thì ăn tô phở chọc trời luôn. Tô bự quá. Chồng Ngọc nữa nè. Chay thì ăn gà. Nước chấm gà hả? Có thêm giò cháo quẩy nữa là đúng là đặc sản của chồng Ngọc anh luôn. Anh thích ăn năm rồi. Ok em, chú ngồi xa quá. Chú bữa nay giống như dời lại hậu trường vậy. Em có thể làm xích cái ghế ra. Đúng rồi, ngồi mé mé ra. Rồi, cảm ơn em, đủ rồi em. Rồi, chị cảm ơn. Không, phở ngon không? Phở quá ngon các bạn ơi. Nhất là mình ngồi mình ăn mình nhìn thấy được cái view của nó nè. Phong cảnh hữu tình đẹp. Thấy toàn Sài Gòn luôn. Nhìn mắc là do cái cảnh nè. Chứ một tô phở như vậy là cả triệu đồng một tô phở. Nhưng mà thật sự nói cũng đáng. Mình ngồi đây mình nhìn thấy cái view nè, view sông nè. Bên này mình nhìn toàn thành phố luôn. Sông Sài Gòn luôn. Các bạn thông cảm cho Bình Huỳnh nha. Hôm nay bị mất giọng đó. Cho nên Bình Huỳnh như hết toàn cái review hôm nay cho cháu Ngọc giúp chú để chia sẻ cái Landmark này. Đây là tầng 66 không ha? Tầng 66. Nói như đó thôi đuối rồi đó. Không ra mà. Chà, chú Năm mình ăn gì vậy là quá đỉnh rồi nè. Quá đỉnh chú Năm ơi. Sạch sẽ hết trơn. Không, chị là xong rồi đó. Em thì có được duyên với chị Huỳnh là trước đây chưa, khi mà chưa làm khách sạn thì xem review của chị xong rồi biết được món phở chọc trời. Sau đấy là được duyên về đây làm. Ủa vậy hả? Em coi chị review xong em nhớ mới về đây làm đó. À trời đất ơi. Tức là có duyên. Hôm nay rất là vui khi được đón. Mai mốt chị tính quay lại đây để chị ăn buffet nè. Chị muốn review cái buffet hải sản ở đây. Ồ, chị ở đây lâu. Hả, uống cà phê hả? Gia đình mình cũng muốn xuống cà phê không? Nó cũng hơi bận á em. Cảm ơn em nhiều. Hôm nào đi ha. Ok Linh. Một thằng ẩm thực đó. Rồi ăn uống không ngon miệng là cầm lên với Linh hết á. Sắp tới mà em cũng
Thì em xin được chương trình gì? Phở Kinh. Phở Kinh hả? Vâng ạ. Tháng năm ngoái em có chạy được Phở Kinh trong vòng 1 tháng. Thì là bạn phiên bản update của Phở Trọng Trời. Thì tôi Phở Kinh sẽ làm một chiếc. Hiểu nhầm không? Ok. Rồi bự. À, trong vô số Zalo là số nào đâu? Em này phải không? Rồi, chị add cho Zalo số này ha. Rồi, để bữa nào tới review Phở Kinh. 4 triệu đồng tô phở, khủng khiếp. Này mời nghe nhỉ nha. có gì để chị add Zalo. Rồi, ok em, cảm ơn em. Dễ thương lắm đó, các bạn đó là bạn mà lấy bàn ngồi. Chứ còn không là em có bàn ngồi. Dạ, đi đi đó, giờ chị lấy bill đó. Yeah, it's a carry out food. Ok hay. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn em nãy Linh mới mời chị đó. Dạ. Ừ. sáu triệu 293 ngàn, đưa 6.3 triệu. Cái này là có thế VAT trong đó là phải không? Phí phục vụ trong đó có hết rồi phải không? Ừ. Rồi ok. Đây bà nội đây, mình còn chưa về nhà đó các bạn. Đó, cái đó là cái micro. À, hai gì đó. Đám cưới xong cái hai anh em khang hết chưa? Rồi hết tất cả mấy đứa cháu không? Rồi hết nhất. Nhất. Cũ ngày mai trở về Mỹ rồi các bạn. Dạ. Yeah. Nên mấy ngày đây cũ cũng về ở nhà lo quần quần bên mẹ đó, cũng như cái thời gian chia tay. Ngọc Quỳnh đủ xuống dưới chơi mà nó thôi còn có mấy ngày ở nhà vòng vòng với mẹ. Ừ. Cặp Quỳnh là mấy Ngọc á. Ngày hôm nay từ ngày đám cưới về cũng bình luôn các bạn ơi. Dạ. Trời. Nắng nóng quá mà. Đó quá. Ở bên đó bót hả? Ở bên đó mát. Cũng đi xăm đi mà, đi xăm đi. Dạ. Cũng mới nhờ cô em đó để đi xăm. Anh mới uống xong thấy tỉnh táo đó chứ. Rồi, em về muốn đi xăm liền. Dạ. Con uống à? Con mới vừa ăn xong, tí xíu. Dạ. Có gì em cháu hỏi là dạ. Mà cái hũ xăm mà cho cái chị kia đó. Dạ. Giá cả bao nhiêu tiền? Thì thôi sẵn dịp Bình Hình nói luôn cho cả nhà mình nha. Bình Hình cho lấy cái hũ xăm. Sao? Đen ha, mà lại nước. Hồi bữa anh Năm tặng cho chị đó cái hộp này phải không? Đúng rồi. Nước hay bọc? Là cái xăm này một trong một hộp của nó có 4 hộp nhỏ như này là 250 đô một hộp. Trời ơi, ghê không? Dạ. Có tiền Việt rồi biết bán. Nếu như mà mình chuyển về Việt Nam mình bán đó Năm, ai có nhu cầu mua nguyên hộp mình bán nguyên hộp, ai có nhu cầu mua lẻ thì mình chia ra bán lẻ cho cả nhà uống. Chứ thật sự nếu như mà nhiều lúc mà nguyên một cái hộp mà 250 đô thì nhiều người cũng khó mua được. Cho nên em nghĩ nếu như ai có nhu cầu mua nguyên hộp thì bán nguyên hộp. Ai có nhu cầu mua lẻ thì mình bán lẻ. Sao ấy cho Vũ Úc là cho Vũ Úc Lê? Làm với anh Lê đi sao? Lấy hũ lẻ. Đó cái hũ nó khơi sẵn rồi đó. Cái này mà nếu mà cô chú nào mà có bị tiểu đường hay là bị yếu sức khỏe, bệnh mới dậy đó, thì mình làm một muỗng như vậy. Người nào thích uống bỏ thêm, nó hơi đắng nhưng mà thích bỏ thêm mật ong á. Thì bỏ vậy đó, nhiều người người ta không thích uống ấy thì mẹ ra uống không đá. Không nguyên chất vậy nào. Mẹ uống xăm quen rồi, mẹ uống suốt rồi cho nên là nhiều người mà mới lần đầu tiên uống thì nó có vị nhẫn nhẫn của xăm. Nếu như là xăm thì phải có cái nhẫn của xăm thôi chứ không thể nào mà không có nhẫn nhẫn của xăm được. Cái này là cao ly xăm mà. Thì đây hả? Dạ chưa mà, mai mai cơ mình nhá. Chày cái hả? Chêm tờ giấy sao? Lấy tờ giấy coi. Uống vô trong vòng thời gian 20 phút tới 30 phút là thấy không khỏe luôn. Ừ. Uống khỏe lắm. Đây các bạn. Vậy cũng chờ cái này về cầu cái đó rồi vui chứ không. Chờ cái đó đó. Ai cũng nói công nhận mẹ của em khỏe thật. Thì mình cũng thú thật ở đây là mẹ là cái như đông trùng hạ thảo của mình bán nè, nhân sâm của Năm đủ các loại, cho nên là nhờ vậy đó là mẹ cái như là được
khỏe mà ngồi ở đây nói chuyện với tụi con ha. Miếng bỏ uống đi. Sáng giờ bà chưa uống, sáng giờ bà lù bù bỏ quên. Cái này có một cái loại này là 4 hũ à, một cái loại 2 hũ nè. Một loại 2 hũ. Không uống đó thì đúng á. Ví dụ mà 4 hũ đó. Không có, mình chiếc lẻ là bán được mà. Tại vì cái này từng chai như vậy mình bán lẻ được cho mọi người dễ mua. Chứ mua một lần mà nó thật sự bây giờ kinh tế khó khăn, mua một lần mà một hộp như vậy nó nhiều tiền quá. Cho nên em mày nghĩ nên chiếc lẻ ra từng hộp. Có một loại hai hũ. Dạ. Hôm nay nay Út Dung là đám cưới xong là khang tiếng luôn cả nhà ơi. Hai ngày nay là nói không ra hơi luôn rồi. Không còn một miếng luôn. Hồi sáng gọi chị Năm. Chị Năm nói trời ơi sao không lấy xịt họng hả? Xịt. Em nói không còn một miếng luôn. Nhà bán hàng mà tới khi mà dùng là không có một miếng để dùng luôn. Mẹ uống đi mẹ. Mẹ uống đi. Đắt dạ. Đắt quá. Thì có hàng tháng ngày đầu mà hàng chưa về. Cô sáu sao lấy nước nóng gì vậy? Nước vừa vừa chứ. Nước ấm ấm á mẹ. Nước ấm ấm thôi chứ đâu có nóng đâu mẹ. Ấm ấm thôi làm gì có nước nóng. Xong mà mình làm nước ấm ấm thôi à. Miệng mẹ bị dạp cái năm á. Nhai. Nhai trầu câu nhiều quá. Mà biết kinh nghiệm mà lấy nước ấm ấm thôi chứ. Đâu có lấy nước nóng. Nóng nhiều đâu mà. Còn thật đáo mẹ đó. Mẹ uống hết đi, uống xong rồi uống một cái một. Uống đi khỏe rồi. Ngày mai đưa Nhung đi, đưa con gái Út đi. À, mẹ lên sân bay luôn không? Lên sân bay luôn chứ. Uống gì đã. Nhờ uống vậy đó mà đi ra đi vô. Xong đi ra đi vô các bạn đi vòng vòng khu vườn đi hoài. Ngày nhiều khi nhớ thì cho uống 2 ly. Rồi nhiều khi bả keo, bả mệt nên là bả keo. Bữa thì đông trùng, bữa thì xăm, bữa thì sữa. Ôi cha ơi, thôi cho đủ thứ. Cũng nhờ mấy cái này không đi chứ còn ăn, không ăn uống gì bao nhiêu hết trơn. Nói chung ngày xưa cái tim của bà mình nó yếu lắm rồi nè. Nghe không? Nó nhập viện biết rồi mà từ ngày mà mình đưa mấy cái sản phẩm này về cho mẹ uống nè. Nó khỏe tới giờ luôn ha. Mấy lần trời cũng vậy, vậy đó là cũng khỏe hơn. Mấy anh tờ này bả không thương bác sĩ nữa rồi. Bà ghét bác sĩ rồi, bà ghét chị sợ ai mà tội chứ. Nhưng mà đừng có tội bác sĩ liền nha. Liền ra bà biết. Biết không? Không, mấy cái này nữa là hổ á. Cứ uống sầm, uống đông trùng với lại uống vậy đó, cứ vậy đó. Ngày nào không có mẹ nhìn hát mà mẹ cho tiền cho bọt chơi. Nhưng mà hát, ta lại hát thái ta bật. Biết không? Cô Sáu đọc số điện thoại của cô Sáu. À, 090-1177-324. Đó là gì xăm về đó, xăm về thực phẩm chức năng như tất cả các loại thực phẩm. Của chị Năm gửi về là ai liên hệ cho cô Sáu ủng hộ nha. Ủng hộ giùm cho chị Năm. Ủng hộ Năm, ủng hộ Sáu nè, ủng hộ Sáu để ủng hộ Sáu để có tiền làm từ thiện để đấy có chứ. Tiền nấu cơm từ thiện. Nấu cơm phát cơm từ thiện cho cô chú ở bệnh viện ăn. Bữa nào Năm đi theo phát cơm với chị Sáu nữa. Đúng rồi. Ngày thứ năm tới này là em phát cháu ở bệnh viện nè. Nhiều. Mày đi không? Mày đi không? Tháng làm 4 lần. Phải ráng bán sao mà kiếm tiền lời nhiều nhiều. Thì Năm ủng hộ, anh Năm ủng hộ vô nè, Út Nhung nè. Coi như toàn bộ trong gia đình mình là ủng hộ vô cái nồi cơm từ thiện của cô Sáu. Bảo Ngọc nè. Bảo Ngọc. Như đại gia đình Quỳnh, họ Quỳnh. Phải không? Mẹ là trưởng nhóm. Trưởng nhóm xanh hồng. Trưởng nhóm rốt. Trưởng nhóm cơm từ thiện sang hồng hả? Thế là ta lại ta cơm từ thiện đó. Cái này thật rồi. Mai là chia tay gái rồi nè. Mai chia tay gái Út nha. Ôi trời. Đi rồi mấy tháng sau về thôi chứ gì đâu mà chu cha. Út của mẹ rồi. Mấy tháng sau về, Tết rót. Về, Tết con về ăn Tết mẹ nha. Rót ra được chút. Tết về ăn Tết mẹ nha. Thiệt. Về đồ mừng thọ cho mẹ đi chứ. Làm mừng thọ cho mẹ đi. Chị Hơ đó để vô chị Hơ mừng thọ đó. Dạ. Đúng rồi, chị Hai Sáu mới nhắn tin đó là để vô mừng thọ. Bởi vì ráng ăn uống cho nhiều vô. Và ra cho có sức khỏe. Quá thật. Dạ. Lo cho mẹ ghê. Thiệt đó. Ai cũng lo cho mẹ. Dạ, ai biết đời mẹ. Chị qua về chị đi về á. Chị nó chuẩn bị ra rồi con vô mừng thọ cho mẹ. Để nói với cái em lo bài họ này là dạ. Tội hả? Dễ kìa con. Dạ là chỉ lo xa lắm. Ừ. Dạ.
cha mẹ chị trái trái tròn. Còn chút mẹ thôi. Còn bà chị, còn ở trong đây chỉ đó là cha. Với vậy bà cha đây nè, bảo vệ lại đây, chỉ dù chỉ lo. Chị đó cũng tội ha. Ít có biết bao giàu xá, giàu quả, giàu mà có đó được. Nói vậy chứ cũng tội lắm, thấy thương lắm cả nhà. Về với sớm về đông đông được vài ba tuần xong xuôi cái đi hết trơn đi, rồi cũng tạm ngồi treo queo mình ở đây rồi mấy chị em thì chạy vô chạy ra thôi, chứ còn nói ở nhà nguyên ngày thì làm sao, ở nhà nguyên ngày ai cũng có công ăn việc làm hết. Cho nên là cứ chạy vô chạy ra vậy đó, chủ chập rồi đó chạy về chốt hay cũng đây. Dạ đúng rồi, ai cũng có công ăn việc làm hết trơn rồi. Được cái thì anh ba thì anh ở luôn đây, cho nên anh chạy vô chạy ra đây chứ mẹ cũng đỡ. Chạy về chứ, dạ. Về nhà ảnh chứ. Tối anh mới lại giờ dạ. Chào cổ rồi đó. Đứa con vô. Đây. Dạ. Thôi con tạm biệt video rồi. Mẹ có lời chúc nào cho em cháu trong cái YouTube của con không? Mẹ có... cháu cái YouTube thương mẹ lắm á. Mẹ chúc gì? Mẹ chúc cả nhà trong đại gia đình của cậu Năm á. Chúc hết bà con trong gia đình của đó quỳnh bình. Chúc hết, trời không giờ cả đâu, không biết đó sao thôi, thì chúc sức khỏe hơn. Sức khỏe, rồi sức làm ăn cho khá giả lại, rồi chắc có lẽ là mẹ qua đã chơi bữa. Rất là được, vui. Rồi đi Mỹ chơi nữa cả nhà. Không đổi. Dạ. Đi không, phải đi không? Chưa. Rồi ở đây. Bữa. Rồi ra bên đây, đứa bộ đây, mẹ bên đây. Dạ, mẹ chào. Bye bye, xin chào tạm biệt các bạn. Không bye mà thưa hết tất cả bà con, anh, chị, em hết. Được không? Được. Tội chứ, vui. Tội lắm, tội lắm. Tội lắm, vui lắm. Vui lắm. Bừng vỗ tay.